bán một ngày là bán một bao gạo, nhưng mà bây giờ quán nó nhiều quá à. Giờ bán ngày giỏi thì 15-20 kg gạo là dữ lắm. Bao gạo là khoảng 50 kg là một ngày hả? À đúng rồi, nhưng mà bây giờ là ít. Quán quá chợ đất nè, đâu có được như mỗi lần. Dạ. Hồi đó có anh chỉ bán vòng vòng đây chỉ có 2-3 quán ăn công bằng thôi. Bây giờ quá chợ đất. Nhìn là con biết rồi đó, con chạy nhìn biết rồi. Dạ. Nhiều quán lắm. Thì cô bán ở đây bao nhiêu lâu rồi? 15 năm rồi. 15 năm rồi. Nhà thì ở trong Quân Châu, nhưng mà tại vì mình thuê ở đây mình bán. Dạ. Nhà đường trong á, đâu có bán được. Mình thuê ở đây ngoài là mình bán. Sáng mình có bán hàng sáng nữa hả cô? Có, sáng bán hủ tiếu, bánh canh với cơm thường nướng, công nhân đến mua đông lắm. Dạ. Và sáng là công nhân á, công nhân là cơm thường chỉ có 20 ngàn thôi. Dạ, mình chào buổi trưa cô chú anh chị các bạn nha. Rất vui khi được gặp lại cô chú anh chị các bạn trong một video clip tiếp theo của em. Trưa ngày hôm nay thì em đang có mặt tại thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn của tỉnh An Giang. Ở đây là con đường Trần Phú nè cô chú anh chị các bạn. Mình đi thẳng hướng này á là mình đi vô thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn đó. Còn mình đi cái chiều ngược lại á là mình đi ra thành phố Long Xuyên. Thì video hôm nay em sẽ review cái quán cơm phần quán cơm, đây là quán cơm Khương Di nè cô chú anh chị các bạn. À, buổi trưa ở đây thì bà con cô bác dùng cơm ở đây cũng khá là đông nha. Giấc này thì cũng khoảng 11 giờ trưa rồi đó. Ở đây có mấy anh cũng như dùng cơm rồi nè. Anh này anh mới dùng cơm xong nè, anh đẹp trai. Anh này chắc mình hay ăn đây quá ha anh. Dạ cô. Em quay nó ăn cái miệng cho đẹp đi, lần quay nó lên. Dạ, hai anh này hả? Ừ. Dạ. Đây là cô chủ nè cô chú anh chị các bạn. À, các món ăn thì cô chủ đã chuẩn bị xong rồi trơn rồi. Để trên những cái thau và những cái mâm ở trên tủ nè. Ồ. Ở đây có một món mắm kho nè. Ở đây mình có cái gì với cái gì mà kho cô? Với cá tra với thịt. À. Cá rô, cá cha với thịt luôn ha. Cô để chung vậy luôn ha, cho thấm ha. Ờ, để chung vậy cho nó thấm nha, để dạ. Còn này ớt xào lăng. Dạ. Bên đây là ớt xào lăng hả? Ờ. Ừ. Vàng tươi ha. Ừ. Đây, tiền luôn. Cô chú anh chị các bạn xem video nhớ tặng cho em một like và một đăng ký kênh để khích lệ tinh thần em cái nha. Em cảm ơn rất nhiều à. Dạ, cái lóc nữa nè, phải không? Dạ. Ô, con thấy có cơm thịt sườn nữa kìa. Là cái đó là buổi sáng mình có bán cơm mà sườn nướng rồi cũng thấy con canh buổi sáng. À, là mình có bán ăn sáng luôn ha. Có luôn. Dạ. Quay lên đạp đây gái nó chạy theo cái gì. Ở đây một ngày mình có khoảng bao nhiêu món cho cơm phần buổi trưa ha cô? Buổi trưa thì thường thường cũng 10 món, 10 mấy món à. Ờ. À. Quán nó nhiều quá, cái ngày đó là 28 món luôn á. Buổi trưa bà sao? Bây giờ là nó hạn chế rồi, tại vì quá nhiều. Tích không ăn nữa. Ừ, quá nhiều quá rồi. Đó, canh chua, cô thấy bên đây có cái nồi nước canh chua riêng bên đây. Canh chua nóng mà. Đó. Vậy đó, để gì là nó mới ngon nè. Dạ. Cái để vô trụng sống quá thì nó không ngon. Dạ. Đây. Chứ thịt ra mặn hả? Cô nói trên đây là khoảng mười mấy món là trên đây mình đủ hết chưa? 3, 6, 8, 9, 10 là món là thịt nướng thôi là 11 món đó. À. Đây là có cái món vịt sầu gừng luôn nè. Ừ. À, món vịt sầu gừng là thấy đi quán cơm phần Bình Dân nào cũng có hết trơn. Rồi món gì đây anh? Bên đây có gà kho sả luôn nè. Chú anh chị các bạn. Canh chua là mình có cá tra với cá rô không cô? À, ba loại ha. Với thịt da mặn phải không?
Phía bên đây là nồi canh gì vậy cô? Bên đó là nồi bút sắt. Một quán một ngày là phải một bao gạo, nhưng mà bây giờ quán nó nhiều quá à. Giờ quán ngày giỏi thì 15-20 kg gạo là dữ lắm. Bao gạo là khoảng 50 kg à, một ngày hả? À đúng rồi, nhưng mà bây giờ là ít. Quán quá chợ đất nè, đâu có được như mỗi lần. Dạ. Hồi đó có nên chỉ bán vòng vòng đây, chỉ có 2-3 quán công bằng thôi. Bây giờ quá chợ đất. Nhìn là cứ biết rồi đó, con chạy nhìn biết rồi. Dạ. Nhiều quán lắm. Thì cô bán ở đây bao nhiêu lâu rồi? 15 năm rồi. 15 năm rồi. Nhà thì ở trong Mân Châu, nhưng mà tại vì mình thuê ở đây mình bán. Dạ. Nhà đường trong á, đâu có bán được. Sáng mình có bán hàng sáng nữa hả cô? Có, sáng bán hủ tiếu bên cạnh với cơm thường nướng, công nhân đến mua đông lắm. Dạ. Là sáng là công nhân á, công nhân là cơm thường chỉ có 20 ngàn thôi. Dạ. Ừ. Thịt giá mặn, bao gọi giá mặn. Dạ. Ừ. Này ớt, chỗ này là hến xào. Không cần. Ở đây có hến xào luôn ha. Có. Là hến xào cá ớt nè. Ở này là hến xào chua ngọt. Ừ. Còn này là hến xào sả ớt. Ừ. Còn này là gà. Dạ. Gà xào cá ớt luôn. Dạ. Cái nấm món nấm coi này là ngon nè, cái gì ăn nó coi thì nó thấm nó ngon. Dạ. Chứ mà con cái cá mà nó trắng thì con múc là không ngon đâu. Dạ. Cái nước mắm múc vô là nó chỉ thấy thôi, cái đâu là kho là cô để chung thịt với cá chung mắm vậy luôn ha. Nhưng mà thịt mình kho trước cho nó mềm, thấm trước rồi nó để cá. Cà thì nó dễ mềm hơn ở cái kia. Đúng rồi, cà với phần để lâu quá nó nấm, nó mặn. Dạ. Yeah. Vậy đó, nó phải là nó để theo từ lớp. Không để lượt một được. Thịt là lâu chín nhất, là mình để thịt là trước nhất. Trong khi mình lượt mắm xong rồi là để thịt vô kho. Kho chừng nào mà thấy mà nó thịt nó mềm rồi đó, mình bắt đầu để cá vô. Ở đây là một phần như vậy là giá bao nhiêu hay cô? 25 ngàn. 25 ngàn là bao gồm có món mặn và canh nè. À, như mắm là chỉ có một món thôi với rau chấm. À. Mắm là như rau sống mà gỏi ghém thôi nè. À, 25 ngàn như vậy thì canh chua có cá không? Có luôn. Có luôn hả? Canh chua có cá, với đồ mặn là 25. À. Cơm ở đây thì cô có cho bà con ăn bao no không? Bao no luôn. Bao no luôn hả? Ăn nhiêu ăn, ăn cứ no thôi. À. Xin cơm thêm thoải mái ha. Thoải mái ăn cơm này thì cơm nào no thôi à. Bán cơm thần rồi mà thì đâu có giới hạn cái cơm đem ra được. Đây mà ta nói no thì thôi, không no thì tới ra nữa. Dạ. Ở hồ rồi chở hàng, giao hàng, đồ ghé ăn vậy đó. Dạ. Rồi dán lai cũng có. Dạ. Rồi xe hơi ta đi chơi đồ gì ta cũng ghé ăn, mấy nhà nghỉ đồ gần gần đây ta cũng lại. Dạ. Như vậy đó. Tóm lại là đủ thứ hết. Điều gì cũng có. Nhưng mà chủ yếu là bà con lao động là nhiều. À đúng rồi, còn buổi sáng là mình bán đồ ăn sáng là có công nhân. Dạ. Công nhân ăn sáng đi mua hộp đi làm đó là cơm sườn 20, miếng 20. Như mình chuẩn bị tô sẵn cho mũ cho nó vậy, cho nó sớt đồ ăn ra. Dạ. Đó, cái đó là món nước nha. Còn cơm sườn là vô hộp đi luôn. Dạ. 20 và tùy theo đứa ăn 15 cũng có. Chứ không phải là chốt giá luôn là nó 20. Chiều cô có bán gì không? Không, chiều còn gì bán hết, không có làm thêm nữa tại nghe dắt chiều mấy đứa hay về rồi, còn nên tôi à tới mấy giờ là mình nghỉ không? 7 giờ. À, 7 giờ nghỉ rồi. Sáng giờ đón 6 giờ, 5 rưỡi có rồi, tại vì 3 giờ tôi thức rồi, thức nặng chuẩn bị làm giặt ba xong rồi đi chợ. Rồi đi chợ mua thịt mua đồ về nấu hủ tiếu rồi đó. Thêm miếng cơm nữa đây. À, khách kêu cơm thêm thoải mái đó. Gà đá nó gà, cái ba sợ quay phim không đứa nào ra múc nước cho ông uống cho ăn gà. Dạ. Ở đây là cái này là cô chuẩn bị. Cái này là giá để vô tô sẵn, cái có khách tới mình dắt đá để vô múc nước canh chua. À, đây bên đây là rau mùi canh chua nè. Còn bên đây là rau để cho bà ăn mắm kho, và cá kho, và đá sầu gừng để khách ăn rau thì nó lấy. Ở đây có bông súng với sành lách, gỏi. Cái bắp chuối nè với cũng như mình chuẩn bị sẵn đó, ăn thích gì là lắp cái đó. Ở đây thì cô sử dụng lò cơm điện để nấu cơm nha. Lò cơm điện để nấu cơm. Món gì là thịt tiết nó nóng. Dạ. Qua hấp cái cơm nó lạ rồi.
khách đó là con nó lạ, nó ăn không được lắm. Đây là con có sừng cộng với sừng miếng luôn à? Có sừng cộng luôn vậy nè, là 35 ngàn, nhỏ này nó mua cho con nó ăn vậy là 35 đó. Khách kêu cô có để lên chảo cho nó sôi quéo quéo lại xíu không? Cái đó là tùy theo khách. Tùy theo khách kêu mới làm ha. Đúng rồi. Ai khách nóng thì người ta kêu mình làm đó. Bếp như cá này cũng vậy. Bất cứ món đồ nào. Còn chừng đó là canh chua mình đã có nóng sẵn. À, canh chua thì có cái lò bên đó sẵn rồi ha. Đúng rồi. Còn mấy cái món kia thì khách nhu cầu là cần cái nóng vậy đó thì mình múc để lên chảo nhỏ mình ăn cho khách. Cô nói hồi nãy em bán ở đây mười mấy năm mà con tưởng đây là mặt bằng nhà của cô không chứ? Nó đóng ra là ở đây thì có 4 năm thôi, nhưng mà ở dưới ngã tư á, cái chỗ mà bây giờ nó cho bán thuốc, không có tiệm thuốc gì châu châu mà. À là xích gần đây hả? Đúng rồi, ngã tư á, là bán khoảng 6-7 năm rồi. À 6-7 năm dưới đây 4 năm nữa là không, cũng cỡ 11 năm. Cái đó người ta lấy mặt bằng lại, rồi bắt đầu xích qua bên đây 2 năm rồi xích kế đó giờ dài lên thì tới lên đây nữa đó là... xích xích từ từ ha. Xích xích từ từ. Chứ không phải là lên đây một cái một, lên cái này luôn. Tôi tưởng đâu. Như là từ đó cái giờ qua Bách Bó Xanh là 2 năm nữa, rồi qua bên cái nhà lầu bên đây cũng 2 năm nữa. Nhưng mà mặt bằng nó bán cũng là... Nói chung là cuối cùng tổng về đây là 15 năm. Nhưng mà mình về đi mấy điểm ha? Đúng rồi, 3 điểm rồi. Thì nãy giờ em có review cái quán cơm phần Bình Dân mà tên là Khương Duy ở thị trấn Phú Hòa của huyện Thọ Sơn, An Giang đó cô chú anh chị bạn. Ở đây em có kêu ra một phần canh chua nè. Đó, canh chua cá tra nha. Với lại thịt răm mặn. Thịt răm mặn thì em kêu là cô để vô cái chảo và cũng như bắt sôi lên cho nó nóng kẹo kẹo một tí xíu đó. Đây nè, như vậy thì có giá là 25 ngàn cô chú anh chị bạn. Cơm thì bao no, không? Ở trên bàn đó thì cô có để một cái dĩa chuối lá xiêm như vậy nè. Dĩa chuối vậy là miễn phí luôn đó. Ai ăn là miễn phí bình thường. Ai muốn ăn nhiêu ăn. Cơm thì bao no. Như vậy là 25 ngàn nè. Cũng rất là bình dân luôn ha. Đây nè, khứa cá nè. Khứa cá cũng to to nha. Thịt găm mặn. Khẩu phần ăn 25 ngàn gì là mình có thể no nê một cái buổi cơm trưa ha. Rất là bình dân luôn. Đây nè. Găm mặn nha. Phải chan một miếng nước này. Kẹo kẹo rồi nè. Với cơm thử nha. Rồi mời cô chú anh chị các bạn nha. Thịt găm mặn ở đây cô kho cũng rất là ngon luôn quý vị bạn.